Giống như nhiều người trong số các bạn, tôi đã xem cuộc tranh luận tối nay. Nếu bạn chưa xem, thì bây giờ là thời điểm tuyệt vời để nghiên cứu các vấn đề đang được thảo luận và lập trường của các ứng cử viên này về các chủ đề mà bạn quan tâm nhất. Là một cử tri, tôi đảm bảo sẽ xem và đọc mọi thứ tôi có thể về các chính sách và kế hoạch mà họ đề xuất cho đất nước này. Gần đây, tôi biết rằng An của tôi đã đăng bài sai sự thật về việc ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Donald Trump lên trang web của anh ấy điều đó thực sự gợi lên nỗi sợ hãi của tôi về trí tuệ nhân tạo và những nguy cơ phát tán thông tin sai lệch. Điều đó khiến tôi đi đến kết luận rằng tôi cần phải rất minh bạch về các kế hoạch thực tế của mình cho cuộc bầu cử này với tư cách là một cử tri. Cách đơn giản nhất để chống lại thông tin sai lệch là bằng sự thật. Tôi sẽ bỏ phiếu cho Kamala Harris và Tim Ngoan trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 tôi bỏ phiếu cho kamala vì cô ấy đấu tranh cho các quyền và các mục đích mà tôi tin rằng cần một chiến binh để bảo vệ chúng tôi nghĩ bà là một nhà lãnh đạo tài năng vững vàng và tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được nhiều thành tựu hơn nữa ở đất nước này nếu chúng ta được dẫn dắt bởi sự bình tĩnh chứ không phải hỗn loạn tôi rất vui mừng và ấn tượng khi bà chọn người bạn đồng hành tim ngoan người đã đấu tranh cho quyền lgbtq ivf và quyền của phụ nữ đối với cơ thể của chính mình trong nhiều thập kỷ tôi đã nghiên cứu và đưa ra lựa chọn của mình nghiên cứu của bạn là tất cả những gì bạn phải làm và lựa chọn là của bạn tôi cũng muốn nói đặc biệt là với những người bỏ phiếu lần đầu hãy nhớ rằng để bỏ phiếu bạn phải đăng ký tôi cũng thấy rằng bỏ phiếu sớm dễ dàng hơn nhiều tôi sẽ liên kết nơi đăng ký và tìm ngày bỏ phiếu sớm cùng thông tin trong câu chuyện của tôi thân ái và hy vọng taylor swift quý bà mèo không con